Xin chào anh em đã quay trở lại với cả Hacom. Thì như là anh em biết ý, trong cái thời điểm mà CAC nó vẫn đang giá rất là cao thì mình có làm một cái video so sánh về hiệu năng giữa một chiếc laptop với cả một chiếc desktop có cùng mức cấu hình, có cùng mức gọi là setting các thứ các kiểu đi. Thì mình đã được ra một kết quả, đó chính là chiếc laptop chúng ta hiệu năng không chênh kém quá nhiều so với desktop, là khoảng tầm 10% thôi, tại vì chiếc laptop đấy sử dụng đó chính là 3060. Thế nhưng mà cái mức giá chênh lệch cũng khá là nhiều. Vậy nên, nhưng trong thời điểm hiện tại 2022 rồi, bây giờ là tháng 12, mùng 7 tháng 12 theo như thời điểm quay này, là mức giá CAC đã giảm đi rất là nhiều rồi, CAC cũ cũng rất là nhiều rồi. Việc mua một chiếc máy tính 15 triệu, 20 triệu nó quá là đơn giản rồi, cấu hình cũng rất là cao rồi. Liệu rằng laptop chúng ta có thể chiến thắng không? Hãy cùng thử xem nhé. Thì hôm nay mình đang có ở đây đối thủ mà mình đã lựa chọn, đó chính là một chiếc mang tên là chiếc laptop Gigabyte G5. Đây là một phiên bản refresh của Gigabyte G5, có cái biệt danh của nó là Gigabyte G5 GE anh em nhé. Nằm trong này đây, nó sẽ có một chiếc laptop gaming rất là chất lượng. G5 thì anh em đã biết rồi đấy, nó là một chiếc laptop gaming tối ưu về hiệu năng, lẫn cả giá thành, lẫn cả build quality nữa. Mặt trên thì là kim loại này, ở dưới này thì cũng là kim loại luôn này. Đấy, có phần ở đáy là nhựa thôi. Tiếp theo nữa này, nó sẽ có một bàn phím full size RGB, màn hình. Đây là màn hình Full HD có tần số quét là 144Hz, rất là chất lượng. Touchpad cũng khá là to, mọi thứ thì rất là chất lượng, sử dụng Windows 11 anh em nhé. Tiếp theo nữa thì chiếc laptop này cấu hình cũng khá là cháy đấy. Phiên bản refresh này là phiên bản refresh lên là i5-12500H anh em nhé, với 16GB và RTX 3050, thực sự rất là chất lượng. Thế thì đối thủ PC của nó sẽ là gì? Để anh em cùng xem nhé. Ultimate nghĩa là tối thượng, cũng như Zilli LH1 với giá bán lẻ chỉ 1 triệu đồng nhưng có đến tận 2 chế độ kết nối, không dây hoặc có dây, cùng đèn LED RGB cực chất, âm thanh vòm 7.1 mang đến những trải nghiệm siêu thực 360 độ trong game, pin cực trâu lên tới 20 tiếng sử dụng liên tục và chỉ sạc trong vòng 3 tiếng đủ sức chơi cả tuần. Hacom đang giveaway miễn phí chiếc tai nghe này, tham gia cực kỳ đơn giản, chỉ cần quét QR code trên màn hình hoặc click vào đường link ở dưới phần mô tả video và làm theo hướng dẫn. Hàng ngày check in và chia sẻ link, bạn sẽ nhận thêm được hội trúng giải nhé. Đối thủ của nó đây anh em ơi. Đây, chúng ta sẽ có đây. Đầu tiên này, 12400 thường chứ, CPU chúng ta là CPU i5 12400 thường. Tại sao mình không chọn 12500? Bởi vì đơn giản 12500 chỉ là một chiếc CPU đắt tiền hơn với mức xung cao một tí thôi. Nó không đáng để anh em mua, mà chiếc CPU này thì lại tuyệt vời hơn rất là nhiều, có thể chơi được thoải mái với những cái bên tầm thâm thấp một chút. Tiếp theo mình sẽ có sử dụng đối chiếu một kit RAM 16GB 3200 đây anh em ạ. Cái kit này thì đúng là ngang hàng với cả kit ở trên chiếc laptop của chúng ta, bởi vì trên đó cũng là 16GB, 2 thanh 8 và 3200 anh em nhá. Về ổ cứng thì đây sẽ là một chiếc ổ cứng 500GB. Ổ cứng 500GB thì Gen 4, tại vì trên chiếc laptop Gigabyte G5 GE này cũng là ổ cứng 512GB em nhá, 512GB và cũng là Gen 4 luôn, thế nên là chọn chiếc ổ cứng này cũng khá là hợp lý. Và cuối cùng thì mình sẽ có đó chính là một chiếc cảm màn hình. Chiếc cảm màn hình đây là chiếc cảm màn hình RTX 3050. Thì hơi tiếc một chút là Gigabyte hiện tại là bên chúng mình hơi ít hàng và mình không mượn được của Gigabyte, thế là mình đành phải tạm mượn cái này thôi. Đấy, 3050 thì cũng là ngang hàng với cả chiếc 3050 nằm ở trên này. Và cuối cùng thì nếu mà anh em mua một chiếc laptop đúng không, thì anh em phải có, anh em chắc chắn là anh em sẽ được tặng kèm, đó chính là một cái bàn phím, một cái touchpad với cả một cái màn hình. Thì mình đang có ở đây, đó chính là chiếc màn hình rất là quốc dân đây. Đấy, đó chính là chiếc màn hình 24G24F. Đấy, mức giá của nó cũng khá là rẻ, hiệu năng cao, tần số quét cao và màn hình IPS anh em nhá. Bây giờ thì hãy cùng mình build lên và so sánh hai bộ máy này. Ok, chiếc máy tính của mình đã hoàn thiện rồi. Thì mình thực sự rất là ấn tượng với những sản phẩm của Gigabyte. Thứ nhất là cái máy tính đã nhìn trông sang hẳn nhờ chiếc mainboard Gigabyte GameX của họ, thì thiết kế cũng khá là chất lượng. Màn hình này thì mình cũng thực ra mình chưa mở ra đâu, mình chưa bao giờ mở con này ra, và hôm vừa nãy mình vừa mở ra thì rất là đầy đủ phụ kiện, có hub USB các thứ. Nhưng cái thứ nhất cần phải tập trung ấy, đó chính là chiếc laptop này, Gigabyte G5 GE.
Thì tại sao nó lại là một chiếc laptop có một mức là đáng để cho anh em mua? Thứ nhất, nó là một trong những chiếc laptop có mức tiền rẻ nhất, chứa được CPU thế hệ 12 và 3050 cộng với cả 16GB nữa. Đấy, thì cái chiếc laptop này redesign rồi, nó sẽ có những cái đường nét họa tiết nhìn trông chất hơn so với cả G5 đời cũ, thiết kế build chắc chắn hơn, nhiều cổng kết nối hơn. Nhiều anh em bảo là lý do tại sao mà các bạn anh em mua cái desktop này, bởi vì đơn giản là có thể gắn được nhiều màn hình hơn. Nhưng mà anh em nhìn nhá, đằng sau này cái cổng USB Type-C, cái này không nói làm gì, HDMI và có cả một mini DisplayPort nữa, tức là anh có thể cắm được 2 tới 3 màn hình tùy vào cái config của anh em. Đấy, tức là anh em có thể có tổng cộng lên tới là 4 màn hình nếu mà maximum tất cả mọi thứ. Đấy, bên này thì chúng ta sẽ có thêm đó chính là cổng mic và cổng tai nghe tách biệt này, hai cổng USB này. Bên này thì sẽ có một cổng LAN và một cổng USB-C nữa, cộng thêm cả một cổng đọc gọi là micro SD card. Nói về mức giá đi, khi mà mình đã build full bộ máy tính này rồi thì chiếc máy tính này sẽ rơi vào khoảng tầm từ 23 tới 24 triệu tùy vào các config của mình, với i5 12400 này, 16GB 3200 này, ổ cứng 512GB này, 3050 này và một chiếc màn hình 144Hz nữa. Còn chiếc laptop này thì cũng rơi chỉ khoảng tầm vào 22 triệu tới 23 triệu mà thôi. Thế anh có thể mua phiên bản thấp hơn một chút, mình không khuyên là anh em không nên nhá, nên mua phiên bản này, bởi vì phiên bản này nó mới hơn này, nó xịn hơn này, nó tuyệt vời hơn và nó cũng cực kỳ là mát nữa. Rồi, bây giờ hãy cùng mình test xem hiệu năng chênh lệch giữa hai em này nó như thế nào nhá. Mình bắt đầu với Cinebench R23. Tại điểm đơn nhân thì chiếc G5GE chúng ta đạt được là 1465 điểm, còn chiếc máy tính desktop thì đạt được là 1670 điểm. Cinebench R23 multicore thì G5 đạt được là 10667 điểm, desktop là 12287 điểm. Chuyển sang game đi. Thì Gigabyte G5 chúng ta cũng đạt được con số cũng khá là ấn tượng trung bình trong các tựa game, với Cyberpunk 2077 ở mức setting cao nhất bật DLSS lên thì chiếc G5 đạt được là 50.5 FPS, còn chiếc desktop thì đạt được là 61.8 FPS, tức là cao hơn 22.3%. Còn với CSGO thì G5 quá là tuyệt vời cho anh em luôn, có thể lên tới FPS là 528 ở mức setting thấp nhất, còn bên desktop thì có nhỉnh nhỉnh hơn một tẹo là 615, tức là 16% tăng lên. Ở Far Cry 6, desktop là 54, còn laptop là 47. Final Fantasy phiên bản 14 thì chúng ta sẽ được là 99.9 trên chiếc laptop, còn 125 trên desktop anh em nhá, tức là cao hơn 25%. Tại game Mafia 2 thì mình sẽ có con số 47.5 FPS ở trên chiếc laptop, còn 55.8 FPS trên chiếc desktop của chúng ta, tức là tăng 17%. Với Guardians of the Galaxy thì trên chiếc desktop sẽ đạt được là 99 FPS, còn trên chiếc laptop đạt được là 85 FPS anh em nhé, tức là một sự tăng trưởng 16%. Với Total War Saga Troy thì hai máy này đều chơi ở mức rất là lag, trên chiếc laptop chỉ đạt được là 25.9 FPS thôi, còn trên chiếc desktop thì đạt được là 31.6, là sự tăng trưởng 22%. Với tựa game cuối cùng Horizon Zero Dawn thì có một sự lạ kỳ ở đây, trên chiếc laptop thì đạt được là 85 FPS, còn chiếc desktop đạt được là 73.9 FPS, tức là chiếc desktop thua 1.46% anh em ạ. Vậy tính trung bình đi, chiếc laptop Gigabyte của chúng ta đang đạt được một cái mức FPS, một cái mức trung bình, nó bị thấp hơn một chút so với cả desktop. Trên desktop chúng ta cao hơn trung bình là khoảng tầm 16%. Nhiều anh em bảo là con desktop cao hơn có 1 triệu 2 triệu mà tăng được tận lên 16% hiệu năng, tại sao không mua desktop? À, có một vấn đề nhá, không có gì thì có thể đánh bại được cái sự tiện lợi, cái sự đem đi đem lại, cái sự dễ dàng sử dụng của một chiếc laptop. Anh em không cần phải mua Windows, anh không cần phải cài đặt gì cả, anh em cứ mở lên phát, anh em dùng là anh em chơi luôn. Còn với desktop thì anh em phải nghĩ tới cách nào thì đặt mua này, cài đặt này, cài Windows này, tìm các đồ đạc các thứ kiểu để có thể thành một cái bộ build hợp lý như mình đang làm ở đây. Đấy, một điểm nữa đó chính là một chiếc laptop nhiều khi lại hợp lý hơn rất là nhiều so với cả một học sinh, sinh viên, hoặc nhiều khi cả người đi làm đi, bởi vì họ không phải lúc nào họ cũng có thời gian ở nhà để chơi, không phải lúc nào cũng ở nhà để chơi, mà cũng không phải lúc nào họ cũng cần phải gọi là làm việc chat 100%, đúng không? Điều đó khiến cho một chiếc laptop như chiếc Gigabyte G5 chúng ta tuyệt vời hơn rất là nhiều. Và điểm cuối cùng, đây là phiên bản refresh của Gigabyte G5, thế nên là chúng ta sẽ có những thứ tuyệt vời nhất. Anh em tưởng tượng đi, ngày này năm trước, ngày này 2-3 năm trước đi, một chiếc laptop 20 triệu, 22 triệu thì chỉ có mỗi i5 đời 9 này, nhiều khi và một con 1650 hay 1050 Ti, mà mức setting của nó thì cực kỳ là thấp luôn, chơi cực kỳ là chán luôn. Trong khi với chiếc máy này đây, chúng ta có thể chơi những tựa game AAA ở mức setting cao nhất, rất nhiều tựa game ở gần chạm tới cả 60 FPS, hoặc nhiều khi là còn cao hơn cả cơ. Thế nên mình có thể đánh giá rằng
chiếc laptop Gigabyte G5 đây là một chiếc laptop rất là tốt về hiệu năng, giá tiền. Cái chính là cái mức hiệu năng giá tiền nó cực kỳ là tốt, phải không? Thế nên là anh em nên mua một chiếc laptop như này để ví dụ như là anh em có thể chơi game, làm việc hoặc học tập trên một chiếc laptop như này nhá. Còn mình thì sao? Nếu mà mình là một người đang lựa chọn đi tìm một chiếc máy tính thì bây giờ mình sẽ rất là nghiêng về chiếc laptop, bởi vì mình cũng cần nó đem game lại, mình cần cái hiệu năng mạnh mẽ của nó ở bên mình. Chứ bây giờ ở nhà thì anh em chỉ có về anh em xem TikTok, lướt Facebook thôi, đúng không? Còn cái lúc mà anh em rảnh nợ trên đi làm đi học thì mới muốn chơi game, đúng không? Đấy, thế nên là nếu mà mình thì mình chắc là mình sẽ chọn chiếc laptop này thôi. Ok, vậy là bài test đã kết thúc rồi. Nhưng em thể thấy đấy, dù có ai thắng, dù ai thua đi chăng nữa thì nhà vẫn phải công nhận một điều: chiếc laptop này vô cùng là tiện lợi. Mình có thể đạt được mức hiệu năng như thế trên một chiếc laptop có mức giá chỉ có hết trên 20 triệu một chút thôi là mình cũng cảm thấy khá là ấn tượng rồi. Khi mà anh em đem này đi học, đúng không, đi làm, đúng không, thiết kế của nó cũng không quá là kiểu quá nổi bật đấy, để khiến cho anh em cảm thấy như là uầy, mọi người trong lớp đang nhìn mình, đang kiểu khinh mình vì là mình cầm laptop gaming đi học đi làm, đúng không? Có thể nói là nó đem lại một trải nghiệm rất là tốt, rất là tốt. Đấy, Windows 11 các kiểu cũng cực kỳ là mượt mà, không hề khó chịu gì cả. Nhân P, nhân E các thứ chạy rất là ok luôn. Và 16GB cũng khiến cho mình cảm thấy đủ khi mà dùng. Nếu mà anh em có hứng thú với một chiếc laptop gaming để gọi là đem đi học, đem đi làm, đem đi chơi thì em Gigabyte này là một em cực kỳ hợp lý. Nhớ nha, Gigabyte G5 GE, phiên bản mới, refresh mới của Gigabyte, thực sự là mưa làm gió, từng là mưa làm gió rồi, bây giờ lại là mưa làm gió lại. Cảm ơn anh em đã xem video này và hẹn gặp em tại video sau nhé.